kinh tế nội địa hiện nay đang nổi lên với tư cách là một biện pháp kinh tế có thể giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế của một quốc gia, dù chúng phát sinh từ những biến động của thị trường, nhưng cú sốc khó lường như đại dịch hay các vấn đề địa chính trị. Nhiều chuyên gia đã lập luận rằng kinh tế nội địa tạo ra một thế giới an toàn hơn, công bằng hơn và ít ô nhiễm hơn. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng phần lớn nó sẽ tạo ra tác động ngược lại. Kinh tế nội địa ra đời từ hậu quả của 4 cú sốc lớn. Đầu tiên là kinh tế khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009 và cuộc suy thoái toàn cầu năm 2020 làm lung lay niềm tin vào mô hình cũ. Cú sốc thứ hai là địa chính trị khi Mỹ và Trung Quốc tham gia vào các cuộc xung đột ngày càng gia tăng bằng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế. Cú sốc thứ ba là cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột giữa Nga và Ukraine. Cú sốc thứ tư là sự xuất hiện của AI có thể tạo ra mối đe dọa cho người lao động. Kinh tế nội địa và sự hiệu quả từ chính sách công nghiệp của chính phủ hiện vẫn đang là vấn đề được tranh luận đông đảo giữa các chuyên gia kinh tế.